Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Nguyên, là chuyên viên tư vấn tại King Sport Ninh Hòa. Phía sau mình là cái mẫu robot thử nghiệm sản phẩm. Chào mọi người đi. Dạ, xin chào. Thì hôm nay nhân dịp 9 tháng 3 thì King Sport cho ra mắt một cái mẫu sản phẩm mới, đó là chiếc máy Massage Max KS886. Trong thời buổi hiện đại bây giờ thì đa số người dân, mọi người làm việc thì sử dụng máy tính nhiều nè, điện thoại nhiều nè, nói chung là tiếp xúc rất là nhiều với cái thiết bị điện tử. Thì đây là cái chính là sản phẩm để giúp cho chúng ta có thể thư giãn thoải mái sau những giờ làm việc. Thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cái mẫu Massage Max KS886 này nhé. Phía trong hộp sẽ là một cái Massage Max nè, một cái dây sạc, là một quyển sách hướng dẫn sử dụng cho mọi người nha. Này, với thiết kế màu xám nhạt kết hợp với màu tím nhạt nhìn rất là sang trọng, cũng rất là dễ thương. Thì máy này cũng rất là dễ dàng sử dụng. Nó sẽ có nút nguồn này, mình chỉ việc bật lên thôi. Đây, bây giờ mình sẽ đeo cho cái bạn robot của mình. Asimata asa kota yokushimana abi soyuki yamaha ani saban takalan sini asa mata tano. Okay. Thì bây giờ mình sẽ phiên dịch ra nha. Thì cái mẫu này nè, nó sẽ ở trong này, nó sẽ có con lăn kết hợp với túi khí, vừa giúp Massage Max này thì sẽ có các động tác như là xoa, miết, dây cái phần mắt cho mình nha. Thì cái máy này khi mà bật lên thì nó sẽ rung nè, cộng với cái sẽ có nhạc sẽ rất là nhẹ nhàng cho mình, giúp cho mình vừa thư giãn vừa trải nghiệm rất là thoải mái luôn nha. Đây, cái bạn robot của mình là muốn ngủ luôn rồi. Thì mẫu này hiện tại là đang có giá là 1,2 triệu. Bên mình thì các cái mẫu này của mình sẽ bảo hành cho các bạn là tới 2 năm luôn nha. Ngoài ra thì nhân dịp 8 tháng 3 thì mình xin gửi đến các anh chị, các chị phụ nữ một ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ. Và đồng thời thì hôm nay nhân dịp tri ân khách hàng ngày 8 tháng 3 thì King Sport Ninh Hòa đang chạy chương trình khuyến mãi rất là đặc biệt, là đối với các sản phẩm các sản phẩm ở đây đang được giảm giá rất sâu, và các sản phẩm từ 5 đến 30 triệu đều được giảm giá tới 500 nghìn luôn nha. Riêng các cái mẫu ghế massage G78 này sẽ được giảm hẳn cho mình 1 triệu. Ngồi đây từ 30 triệu đến 60 triệu sẽ được giảm hẳn cho mình tới 2 triệu nha. Trên 60 triệu sẽ được giảm tới 5 triệu luôn ạ. Lời nói cuối cùng thì em xin gửi đến các chị em phụ nữ nhân dịp ngày 8 tháng 3 có một ngày thật là vui vẻ, ý nghĩa và hạnh phúc bên gia đình, cũng như là chúc anh chị thật là nhiều sức khỏe ạ. Robot chào mọi người đi. Annoshito Tokuda Kisbok Nihon. Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người nha.